chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ tiến hành làm bánh chuối hấp nha các bạn. Ở đây mình chuẩn bị sẵn là 400g đường nè các bạn, 100g bột gạo, 2kg chuối, 400g bột năng, một ít bột nghệ và một ít muối nha các bạn. Bây giờ các bạn xem mình làm nhé. Tiến hành pha bột nha các bạn. Mình cho hết cái bột năng vào. Ở đây là 400g bột năng nè các bạn. Tiếp tục mình cho 100g bột gạo vô luôn nha các bạn. Và sau đó mình cho 400g đường vô luôn. Ít bột nghệ này mình cho vô luôn cho nó màu nó đẹp nha các bạn. Rồi cuối cùng mình cho thêm một ít muối vô luôn. Và sau đó mình trộn đều lên nha các bạn. Bây giờ mình cho bột nghỉ khoảng 30 phút nha các bạn. Mình đi lột chuối. Bây giờ thì mình tiến hành lột chuối nha các bạn. Mình cho muối vào rồi một cái thau nước nha các bạn. Mình cho muối vào thau nước để mà cái chất chát của chuối nó ra nha các bạn. Mình lột, mình sẽ ngâm chuối vô đây. Ngâm khoảng 10-15 phút gì đó các bạn. Rồi sau đó mình vớt ra. Để cho ra chất chát đồng thời cho trái chuối nó trắng nha các bạn. Các bạn thân mến, chuối này mình ngâm nước muối bây giờ mình đã rửa sạch rồi các bạn. Bây giờ mình tiến hành cắt chuối nha các bạn. Mình lấy miếng bột cho vô cái máy quay nha các bạn. Mình cho miếng chuối vô mình quay để sau mình đổ bột ấy, thì nó có lượng chuối trong đó nó sẽ ngon hơn, nó không bị lắng bột nha các bạn. Mình cho bột vô máy quay. Sau mình đó mình cho chuối vào. Khi mình đổ vô khuôn á thì cái lượng bột này nó có lẫn chuối trộn nó sẽ ngon hơn, nó không phải là bột không nè.
khi mình quay chuối với bột, miếng bột vô, bây giờ mình cho hết vô cái thau bột, mình quậy lên cho nó đều, nó ngon nha các bạn. Để cái này nó có chuối trong đó chứ không phải là bột không, cho nên là sao này nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mình tiến hành lượt bột cho bột nó bình hơn, nó đẹp và nó ngon hơn nha các bạn. Cho nghỉ 30 phút, sau đó mình đã lượt xong rồi nè các bạn. Với mình trộn cái một phần bột, phần chuối nãy mình xay sinh tố, mình trộn vô đây luôn rồi. Bây giờ mình cho mình trộn vô chuối nha các bạn. Trộn hết vô chuối, mình cắt lát đây, mình trộn hết vô. Nó có bột nghệ vô sao mình hấp sẽ có màu đẹp nha các bạn. Đây mình thấy cái màu hấp dẫn rồi nè. Thân mến, hồi nãy mình lượt xong hết, bây giờ mình cho vô chuối, mình trộn đều nè các bạn. Mình trộn đều nè. Các bạn thấy như là nó vừa nè các bạn. Các bạn pha bột thì nhớ cho nước từ từ vô nha. Độ khi mình pha lượng nó chảy chảy vậy là vừa nè. Chứ nếu nó lỏng quá thì làm vô khu nó khó, nó không đều lớp chuối với là nó mềm bánh nha các bạn. Cho nên mình làm vừa bột thôi. Bây giờ mình tiến hành đi hấp nha các bạn. Chờ nước sôi thì mình đi nấu nước cốt dừa nha các bạn. Mình cho đây một lon nước cốt dừa đây hết luôn. Nước cốt mình cho vô rồi, mình cho một muỗng năng vô nha các bạn. Cho muỗng năng vô nó có độ sánh một chút. Tiếp đó mình cho thêm một muỗng bột bắp nữa các bạn. Rồi mình cho thêm vào một ít muối. Thêm một ít đường nữa. Rồi cuối cùng mình đảo đều lên. Bây giờ nước cái cốt nó đã sôi rồi nè các bạn. Các bạn nêm nếm lại cho nó vừa ăn nha, nó hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt tí xíu là được nha các bạn. Như vậy rất là béo nè các bạn. Như vậy là được rồi. Nó sôi lên vậy là bột nó cũng chín rồi đó các bạn. Rồi vậy là mình nhắc xuống rang đậu phộng nha các bạn. Nước cốt dừa có đậu phộng ăn vô nó mới ngon nha các bạn. Đậu phộng trước mình ăn cốt dừa với bánh chuối nó mới ngon các bạn. Cái khuôn này mình thay dầu xung quanh để cho nó đừng dính nha các bạn. Rồi sau đó mình xách chuối vô cho nó đều, mình thấy nó đẹp nha các bạn.
bánh đã chín rồi các bạn. Sau 20 phút là bánh chín rồi các bạn. Bây giờ mình vắt ra, mình để thật nguội, mình trút ra nha các bạn. Thân mến, như vậy là món bánh chuối hấp mình đã làm xong rồi các bạn. Bánh chuối này có màu vàng đẹp và nó dẻo, để 1-2 ngày cũng không bị cứng nha các bạn. Như các bạn thấy hay thì like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.